những cái rễ cám nhỏ này gãy là cây bị mất sức ha. Cái đó là cái rễ hút nước và chất dinh dưỡng chính của nó đó, những cái rễ cám á. Nếu chúng ta cắt như bình thường, chúng ta cứ để gì, chúng ta để cho cái nách này nó lên bằng với cái lá này, thì sau này cái đọt này nó sẽ phát triển lên nữa, thì nó sẽ bự hơn cái lá này nữa mọi người đó. Tại vì theo cái tự nhiên á, thì chúng ta để gián huyền thì cái cây nó tự động sẽ ngóc lên đây mọi người. Nhưng á, mà mọi người để tự nhiên như thế này thì cái ngóc, dọn vệ sinh cho cái gốc nó chống nha mọi người, mà đừng cắt sát quá nha, vừa vừa thôi. Sau này á, là chúng ta còn dọn thêm một lần nữa mọi người. Nó to lên, ủ khoảng tuần hay tuần là nó to lên rồi, nó sẽ có rễ đưa ra mọi người, nó sẽ mọc rễ ra luôn rồi đó. Trong lúc đó cô chú anh chị hãy đem ôm thì nó chắc cú hơn ha. Đó, cái lá này mọi người thấy không? Đây nè, đi tìm nách lá này. Đó, Linh lấy cái lá này làm chuẩn nè. Mọi người xem nè. Chúng ta có thể để sao dừa vào trong cái chậu đen này. Đó. Chúng ta muốn cơi cái cây bao nhiêu tùy ý. Tùy ý thích. Hello, mến chào quý bà con, cô bác anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Quảng Linh ha. Thì cũng khá là lâu rồi Linh cũng không có ra clip để hướng dẫn mọi người cách làm dừa bonsai cũng như chăm sóc dừa bonsai ha. Hôm nay thì sẵn Linh đang chăm sóc mấy cây dừa đây, thì Linh sẽ hướng dẫn mọi người làm cách nào để cho cây dừa bonsai được lùng lực, và từng bước như thế nào để chúng ta có được những cây dừa bonsai lùng lực. Đó, bây giờ nhờ mời tất cả cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Thì để có được cái cây cái lá lùng như thế này, đó, cái này thì chuẩn bị cắt bẹ khô cho nó mọi người. Để có được cây như vậy thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta có cái cây như thế này, lá nó nhỏ vừa lên đây như thế này, là chúng ta tiến hành là cắt nè mọi người thấy không ạ. Chúng ta sẽ tiến hành tách bẹ cho nó, tách những phần bẹ này ra. Mọi người xem từ đầu đến cuối ha, vừa giải trí cũng như vừa để tham khảo cách làm của Linh. Cô chú anh chị hãy làm theo cái cách này thì nó sẽ có một cái cây bonsai lùng lực và mini ha. Đó, chúng ta hãy cắt hết những cái phần này nhỏ nhỏ ra như thế này. Cái này thì hồi trước Linh cũng đã có hướng dẫn rồi, nhưng bây giờ Linh sẽ hướng dẫn từng bước kỹ lại một chút cho cô chú anh chị nào chưa biết ha. Cô chú anh chị nào biết rồi thì có thể bỏ qua clip này ha. Đó. Phần này thì chúng ta cắt ra luôn nè. Đó, để cho cây dừa chúng ta cái bẹ bên trong nó sẽ không lên cao nữa ha mọi người. Đó, chúng ta tách ra. Cái phần nào cứng thì dùng dao cho nó dễ. Đó. Mà quý vị nên nhớ là tét dừa thôi nha, đừng tét vô trong non quá, cứ để như thế. Rồi. Đó, mọi người cứ để như thế. Sau một thời gian thì cái cây của chúng ta nó sẽ được như thế này. Đây, cái cây chúng ta sẽ được như thế này. Đó, mọi người nhìn kỹ kìa. Cái này là cái phần mình xé nè. Bây giờ nó khô nè. Đó. Đó, nó đã khô rồi nè. Rồi, phần tiếp theo, bước tiếp theo thì mọi người sẽ tách. Bắt đầu là tách bẹ ra, bắt đầu là cắt bẹ cho nó nè, để cho nó bung nè. Đó. Cái này là chúng ta bắt đầu xử lý rồi đó mọi người. Bắt đầu xử lý những bước đầu tiên để cho cây dừa lùng lực. Đó, chúng ta cắt ra. Chúng ta cứ mạnh dạn cắt ra như thế này. Mọi người thấy chưa? Rồi bung ra. Bẹ này thì sau này chúng ta cũng bỏ thôi mọi người, nên chúng ta không cần phải cắt tỉ mỉ về cái bẹ này. Những bẹ xong mình mới tỉ mỉ ha. Rồi, cái phần này mọi người nên nhớ là những cái bẹ sau này á, mọi người, cái bẹ này mọi người cắt sát xuống thân, thì cái bẹ bên trong thì mọi người phải cắt xuống phần nữa. Đó, mọi người nhớ chưa? Đây, chúng ta đều cắt xuống phần nữa. Đó, đến một thời gian
đến một thời gian thì chúng ta sẽ cắt lên tiếp tục. Đến thời gian thì cái nách lá, cái lá của cái bẹ này lên gần bằng đây thì chúng ta sẽ cắt cái bẹ này xuống nữa, rồi bên trong chúng ta sẽ cắt hơn nữa. Vậy cái này thì những cái clip trước thì Linh cũng đã nói rất là kỹ rồi đó. Quý vị có thể dọn cái này, dọn cái gốc này hoặc là để đó cũng được. Chúng ta để cho cái bẹ nó khô khô đi, chúng ta dọn nó để cho cái gốc nó bên trong nó phát triển ra, nó to hơn, nhìn đẹp hơn ha. Đó, xong xuôi thì chúng ta để một thời gian nữa thì nó sẽ ra như thế này. Một thời gian nữa thì nó sẽ như thế này mọi người nha. Cái bẹ này là cái bẹ hồi nãy mình mới vừa cắt ra nè đó, còn ở bên trong là mình cắt hơn nữa nè đó, nó sẽ lên nè. Mọi người thấy không, cái nách lá này nè là nó lên tới sắp tới đây nè, chúng ta cắt xuống mớ được, được là cắt cái bẹ xuống một mớ nữa là được. Là mọi người để ý thấy không, bây giờ là cái gốc của chúng ta hơi to nè, là do cái này, những cái này chúng ta đừng cắt sớm quá đó. Bây giờ là bước tiếp theo là Linh nó thấy cái cây nó đã ổn rồi, thì mọi người nhìn thấy cái cây nó ổn rồi thì mọi người tiến hành cắt bớt nó ha. Đấy, dọn vệ sinh cho cái gốc nó chống nha mọi người, mà đừng cắt sát quá nha, vừa vừa thôi. Sau này á, là chúng ta còn dọn thêm một lần nữa mọi người đó, cắt vừa vừa thế này để cho nó ôm cái gốc, nó sẽ phát triển cái gốc to ra nữa thì chúng ta nhìn sẽ đẹp hơn. Đối với mấy cái bẹ như thế này thì chúng ta đừng nên cắt sớm nha, chúng ta hãy đó, chúng ta hãy cắt bẹ nó cho nó bung ra đi, rồi sau này cái lá nếu cảm thấy không đẹp thì chúng ta cắt bỏ sau. À, người cắt nhớ là đừng sát quá, cứ chừa lên một ít, chừa lên một ít như thế. Đây, cứ chừa lên một ít như thế. Bên đây cũng thế. Bên đây thì nhưng mà cái ở bên trong này này, cái nách bên trong này mọi người cắt bẻ xuống, là mọi người nên nhớ là cắt gần sát xuống đây luôn để cho cái bẻ nó bung ra. Đó, chúng ta bẻ cái bẻ nó ra như thế này để cho nó bung ra. Đó, từ từ cái cây nó sẽ bung lùng lực ra mọi người. Còn mọi người mà để cao quá đó rồi cắt đó thì cái cây nó sẽ ra dài. Nhưng mà cũng tùy cái giống dừa nữa ha mọi người. Có khi cái giống này là cái lá, cái giống sim lùng này nè là cái lá nó lùng lực hơn nè. Còn cái giống sim đỏ, sim đỏ thì cái lá nó dài hơn mọi người. Sim đỏ hoặc là dừa ẻo đó. Đây mọi người có thể tham khảo cái này. Cái này là dừa ẻo nè, lá nó sẽ dài, chúng ta bỏ phần lá bên ngoài tầm 4-5 lá. Hoặc là có cây 3-4 lá thì cái lá nó mới nhỏ lại vậy, chứ không thôi nó dài như thế này không được. Đó, tùy cây ha. Còn có những loại dừa mà sim lùng như thế này, hoặc là có những loại khác nữa mọi người, thì lá nó nhỏ như thế này. Mà do lúc ta xử lý ban đầu thôi, nếu chúng ta xử lý ban đầu mà không sớm thì nó sẽ lên cao mọi người. Tất cả nếu muốn là lung lực thì chúng ta nên xử lý ban đầu, mà tông cao hơn chút cũng vậy, chúng ta cũng nên xử lý từ đầu, từ lúc ôm. Chứ còn lấy những cây dừa mọng cao rồi đem vô cắt ra thì cây nó sẽ không đẹp hơn rồi. Rồi phần tiếp theo nữa là chúng ta cắt xuống như thế này. Bây giờ là cái nách lá của nó là chưa có tới cái nách lá trên đây. Thì theo mấy cái clip trước quý vị có thể mở xem lại, lấy nách lá làm chuẩn, thì cái nách lá này là làm chuẩn. Đến lá lần sau này, đến cái nách lá dưới này, lên gần bằng cái nách lá này, gần bằng thì chúng ta cắt. Đó. Nếu cho qua thì cắt thì nó sẽ lên cao. Còn nếu mà gần bằng đó, thì chúng ta cắt nó phát triển lên một chút nữa là vừa. Còn đối với cái cây này thì cái nách lá nó nằm đây, nó chưa tới đây. Đó. Mà chúng ta dọn nha, chúng ta dọn để cho chống đi, để cho cái phần bên trong đó, nó mọc ra dễ hơn. Đó. Gọi là dọn đường à. Dọn đường cho nó đi ra dễ hơn mọi người, mầm non bên trong. Đó. Chúng ta cắt một ít thôi, cắt một ít đến đây thôi ha, để chừa một cái phần này nè, chừa cái phần này lại để nó ôm, nó ôm cái đọt non bên trong, nó sẽ mọc lên.
còn chúng ta cắt sát luôn á, chúng ta cắt sát luôn thì nó sẽ không ôm cái phần bên trong, nó không mọc lên, nó sẽ nhỏ dưới này ha. Thì sau này cây chúng ta nó sẽ không cân đối, nó không cân đối, nó không đẹp. Nó quý vị có thể để ý nè, nách lá bên đây và nách lá bên đây Linh đã canh và cắt đó, đã canh đến đây rồi thì Linh bắt đầu cắt nè. Đó, thì mình cắt cái này sát xuống rồi thì cái bẹ này nó không phát triển bao nhiêu nữa cả, cao lắm nó lên được một chút này mà nhìn nó cả vẫn cân đối. Rồi chúng ta dọn sạch bên đây luôn. Dọn sạch hết nha mọi người. Rồi xong là chúng ta bẻ ra, để ra như thế này, nhẹ nhàng để cho nó bung ra ha. Đó, bên đây thì chúng ta cũng lặn ra một ít cho nó bung ra. Xong thì chúng ta được cái cây như thế này. Thì chúng ta cứ để thời gian nữa thì cái nắp này nó lên đây thì chúng ta cắt sát xuống, bên trong chúng ta sẽ cắt xuống hơn nữa. Đó. Cái này là cái quy luật rồi mọi người, chúng ta phải cắt như thế cây dừa nó mới ra đều và đẹp ha. À, bây giờ là nó đã lùng lực rồi nè, cái bộ lá bên trong nè nó bắt đầu ra, sau này nó sẽ cuốn tròn lại như thế này, nó sẽ tương đương với cái lá này đó. Còn lá này sau này chúng ta sẽ bỏ, lá này nó không được đẹp rồi, lá đầu tiên của nó chúng ta được gốc như thế này ha. Thì quý vị cứ chăm như thế, theo một thời gian nữa thì nó lên, chúng ta dưỡng được 5 lá 6 lá là chúng ta sẽ có những cái bước tiếp theo nữa. Đó mọi người cứ chăm như thế thôi. Clip này cũng chỉ định là hướng dẫn mọi người vậy thôi mọi người. Tại cũng đang cắt dừa nè, cũng đang làm cái dừa rồi. Sẵn nhớ ra có một số cô chú anh chị hỏi cái cách chăm làm sao để cho cây dừa lùng lực á, thì Linh nhớ ra và cũng đang cắt những cây dừa rất là nhiều. Đây là những cây dừa Linh cũng đang cắt nè, nhưng mà nhớ ra rồi làm cái clip nhỏ để hướng dẫn cho cô chú anh chị mình biết cái cách để chăm sóc cây dừa luôn ha. Chúng ta phải chi tìm cái nách lá của nó ở đâu. Đó, mọi người chú ý cái khúc này nha. Đó là cái cách bí quyết á mọi người. Ít có người chia sẻ lắm. Hôm nay cái cây này thì dễ rồi mọi người. Thì ở đây mình cắt xuống đây. Thì mình thấy hello, xin chào quý bà con, mình trở lại với kênh bonsai dừa Hoàng Linh của mình ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm cái clip chia sẻ về kỹ thuật rất là quan trọng mọi người. Kỹ thuật này là cũng hiếm có mà người chỉ cho mọi người lắm ha. Đây là kỹ thuật rất là quan trọng để cây dừa chúng ta có những cái bộ lá nó đồng đều với nhau như thế này. Rồi cái kỹ thuật này thì Linh tạm gọi nó là kỹ thuật săn tìm nách lá trong đọt non ha mọi người. Rồi ngay sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị quý bà con mình cùng theo dõi cái kỹ thuật tìm nách lá trong bẹ non như thế nào ha. Rồi đây mọi người, cái cách mà tìm nách lá trong đọt non là như thế này. Là cái cách này là để chúng ta canh được cái lá nó tròn, nó đều với nhau, những cái lá nó ra nó sẽ đều đều với nhau, giống như vậy mọi người, nó cân đối với nhau, chúng ta nhìn cây dừa đẹp chứ không phải ví dụ như là như cái lá này nó nhỏ nè rồi nó sẽ ra dài như thế này, là cái lá này thì nó không cân đối, như ba cái lá này là nó không cân đối nè. Chúng ta phải canh lại để cho những cái đọt non sau này nó mọc ra nó cân đối, tương tự như là cái cây này đó. Cái này mọi người thấy ba cái lá nó rất là đều nhau đó, hơn lá này hơi to chút xíu thôi nhưng mà nhìn tổng thể thì nó đều nhau đó. Cái cách mà tìm nách lá trong bẹ non là như thế mọi người, là cái tác dụng nó như thế. Đây thì nó sẽ đều với nhau như thế này. Cái cách này thì rất là ít người chia sẻ ha mọi người. Thì ta cũng có một số cô chú anh chị á, thì cứ mua phôi bên Linh về chăm. Rồi cũng có một số chú anh chị theo dõi kênh của Linh đó, hỏi tại sao cứ cắt mà lá nó cứ to rồi cứ nhỏ, nó không bằng nhau như Linh làm, nó không đẹp. Thì Linh cũng có chỉ qua tin nhắn nhưng mà mọi người cũng chưa hiểu lắm ha. Cho nên là bữa nay là Linh quyết định chia sẻ cái cách này luôn. Cái cách này thì thường là mọi người làm bonsai dừa này cũng rất là ít người chia sẻ. Nhưng bữa nay thì Linh quyết định chia sẻ cái bí quyết cho mọi người luôn ha. Đây mọi người, cái cách tìm nách lá thì theo như cái cách bẻ bung xè để chúng ta canh á, thì thường là chúng ta canh cái nách lá nó tới đây thì chúng ta cắt đó. Thì thường như vậy á, là cái bẻ này nè, cái chiều bẻ này nè, cái bẻ này nè mọi người, nó sẽ cân bằng với nhau ngang ngang như thế này cho nó đẹp ha.
đó là cái điều này là Linh đã chỉ rồi. Còn một cái điều nữa để tìm làm sao cho cái lá này nè nó bằng tương đương, nó mọc ra hết, nó mọc hết lá luôn, nó sẽ bằng tương đương với cái lá này, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta đo, ví dụ như chúng ta lấy cái lá này, nó là nó tầm bằng một cây viết dao này ha mọi người, một cây dao của Linh nè. Chúng ta đo xuống đây thì nó nằm đâu? Nó nằm ngay đây đó, nó nằm tầm ngay đây đó, thì tầm ngay đây thì thường là chúng ta sẽ cắt xuống một ít như thế này là phân nửa. Chúng ta nè, chúng ta sẽ cắt xuống phân nửa là một ít như thế này là phân nửa, là Linh đã nói rồi nè đó, là chúng ta cắt phân nửa xuống, phân nửa xuống ha. Rồi chúng ta bẻ nhẹ ra, bẻ nhẹ ra thì cái nách lá nó nằm ngay đây rồi nè, cái nách lá nó nằm ngay đây, thì chúng ta lấy cái nách lá này ta đo thử nè, và đo vào cái lá này là nó tương đương với nhau, để cho cái nách lá nó lòi ra là ok ha mọi người. Đó là chúng ta cắt ngang, cắt ngang thì để cho cái bẻ nó phát triển cho cái lá nó không phát triển dài nữa ha, tại vì bây giờ là cái nách lá của chúng ta nó đã tới đây rồi nè, đó là nó tương đương với cái này, nó không phát triển cái lá nữa, nó chỉ bầu tròn thêm cho nó đẹp thôi, nó chỉ phát triển cái bẹ này thôi mọi người. Cái bẹ này nè nó sẽ lên cao bằng đây. Chúng ta cắt cách cắt bẹ buông xè thì Linh có nói trên kênh rồi ha, cô chú anh chị nào mới xem clip này chưa biết thì có thể lục xem lại ha. Đó là chúng ta tìm ra cái nách lá, nó cái chủ chốt ở đây là tìm cái nách lá. Như cây này thì dễ rồi mọi người, thì ở đây mình cắt xuống đây thì mình thấy cái nách lá ở đây thì mình đo đo thử nè. Đó mình khỏi cần đo luôn nữa, tại vì mình hướng dẫn cô chú anh chị thì mình hướng dẫn cho cô chú anh chị đo cho nó dễ. Còn Linh chỉ cần nhìn á, Linh cắt quen, Linh nhìn là Linh biết nó cân đối với nhau, là chúng ta để như thế này nha. Đó như thế này là chúng ta nó sẽ mọc lên là nó đều đều, ba cái lá nó đều đều với nhau ha. Rồi Linh sẽ lấy một cái cây khác ví dụ cho mọi người rõ hơn nữa. Rồi ví dụ như cái cây này là dễ hiểu nhất nè, cái đó là Linh đang ví dụ á. Đó. Ở đây là Linh đang ví dụ là chúng ta cắt xuống phân nửa, thì theo như Linh thường hướng dẫn là cắt xuống phân nửa chưa để cho nó mọc lên bằng nách lá cắt tiếp. Đó, đây là trường hợp 1 là cắt xuống là thấy ha, là thấy cái nách lá ở đây rồi. Trường hợp 2 cái nách lá nó rất là dài, cho nên là chúng ta phải làm sao? Như cái cây này nè, cái nách lá nó sắp bằng hai cái nách lá này. Đó là chúng ta nè cắt xuống thêm nữa nè, cắt xuống thêm luôn. Một là mọi người có thể cắt hết luôn, nó cũng vẫn phát triển lên một ít nữa là vừa mọi người. Hai là mọi người chờ một chút xíu. Đối với những cái nách lá như thế này, đó, chúng ta cắt ra luôn. Đối với những cái lá nó ngang bằng, nó sắp ngang bằng nhau nè. Cái này là ngang bằng nè, còn cái lá chuẩn này là chưa nè. Lên chút nữa thì chúng ta cắt như thế này thì một thời gian nó cũng phát triển lên chút nữa mọi người. Đó là mình đang nói về cái bẹ ha. Rồi bên đây là cắt luôn. Cái này thì trong cắt bẹ buông xè thì Linh cũng có nói mà, thì làm dừa thì cũng có một vài cách cắt thôi mọi người. Thì clip nào Linh cũng nói cho mọi người xem, vừa xem trên những cây dừa khác nhau thì mình thực hành nó dễ hơn ha. Đó thì cây này đây, rồi chúng ta cắt ra như thế, bẻ buông ra. Rồi bắt đầu là tìm nách lá trong bẻ non này. Đây là bắt đầu tìm nách lá trong bẻ non nè mọi người. Rồi chúng ta lấy cái lá này làm chuẩn, hoặc là cái lá này đó. Mà cái lá này thì mọi người để ý nè, cái lá này hư rồi, cho nên sau này chúng ta cắt bỏ, chúng ta không làm chuẩn mà cái lá này, mà chúng ta làm chuẩn từ cái lá này nè. Chúng ta đo nè, đó nó sắp xỉ phẳng ngang đây ha mọi người, gần tới một cây viết thì chúng ta đo nè, từ đây gần tới một cây viết đó thì ngang đây. Nhưng mà đây nè là ngang đây thì chúng ta cắt xuống ngang đó, chúng ta cắt xuống ngang đó. Mọi người chú ý nha, mọi người chú ý khúc này nha, cắt xuống ngang đây, bẻ ra. Rồi mọi người thấy chưa, nó sắp bằng một cái cây viết nè, từ đây đến đây bằng một cây viết nè, tới cái chỗ này nè mọi người nè, tới cái chỗ này nè. Rồi chúng ta đo đó, chúng ta đo đó là chúng ta cắt xuống đây. Mọi người để ý nè, vẫn chưa thấy cái nách lá đâu, nhưng mà cái khúc này và cái khúc này nó vẫn là tương đương với nhau rồi nè.
tương đương đó. Nếu mọi người để như vậy luôn thì cái lá này nó sẽ phát triển dài ra thêm, thì sau này cái lá này nó sẽ dài hơn cái lá này đó. Xin bảo đảm với mọi người là sau này cái giá nó lá này nó sẽ dài hơn. Cho nên đối với những cây dừa như thế này, mọi người cứ mạnh dạn cắt xuống, đi tìm cái nách lá của nó nằm ở đâu đó, để nó không phát triển nó thêm nữa mọi người. Cho dù nó dài hơn cái lá này một chút cũng vẫn không sao, chúng ta nhìn vẫn cân đối. Cho nên chúng ta phải chi tìm cái nách lá, cái nách lá của nó ở đâu đó. Mọi người chú ý cái khúc này nha. Đó, chúng ta cắt xuống thêm, vẫn chưa tới cái nách lá. Mọi người thấy không nè, à tới rồi nè. Nè, cái nách lá của nằm ngay đây luôn, nằm sát dưới luôn mọi người. Để mình cắt ra cho mọi người xem luôn này. Cái nách lá nó nằm ngay đây luôn đó, chúng ta đo thử nè, nó sắp xỉ bằng với cái lá này ha, nó sắp xỉ bằng với cái lá này đó. Đây là chi tìm nách lá trong bẻ non mọi người. Thì chúng ta cắt tới đây thì cái lá nó có cao lắm, nó phát triển lên được một chút nữa thôi đó, thì nó sẽ cân bằng ha, nó sẽ cân bằng với cái lá này. Sau này nó ra nó chỉ mọc cái bẻ này cao lên thôi. Còn cái khúc này là cái bẻ vẫn mọc cao nha mọi người, nó kích thích lên là được. Trong cái hột đọt non lúc nào nó cũng kích thích lên cho mọc cái bẻ lên cao. Cho nên mọi người cứ mạnh dạn cắt sâu xuống như thế này, tìm cái nách lá của nó, chúng ta đo như thế này đó ha. Là mọi rồi, nếu mà mọi người cắt xuống phần nữa thấy cái nách lá như, thấy cái nách lá như cây này thì cứ để ok, đó là quá ok mọi người. Còn đối với những cây này mà mọi người không cắt xuống tìm cái nách lá của nó nữa, để cắt ra chống ra cho cái lá nó phát triển, cho cái cọng nó phát triển lên mà cái lá không dài hơn nữa, thì sau này nó lên á, bảo đảm với mọi người cái lá này nó sẽ dài hơn cái lá này. Nó dài có khi gấp đôi, có khi gấp gữ. Tại vì khi nãy nó ôm ngang đây, thường thì chúng ta cắt ngang đây, ngang đây là phân nửa đúng không, theo cách linh chỉ. Còn cái cách này là nâng cao hơn. Đối với những cây cái nách lá nó nằm thuốc dưới thì nó, chúng ta cắt ngang đây, cái chúng ta để đây, cái nào nó phát triển từ đoạn này nó phát triển dài lên một khúc như vậy, tới chừng cái nách lá nó nhú ra như cái lá này là nó sẽ dài một khúc như vậy nè mọi người đó. Mọi người hiểu chưa đó, cho nên chúng ta phải chi tìm cái nách lá nó ở đâu để chúng ta cắt cho nó tạo cái điều kiện cho nó bung cái lá ra, nó không có ôm mà để nó dài cái lá nữa ha mọi người đó. Cái này là mọi người dễ hiểu hơn nè, cái này Linh cắt rồi nè mọi người thấy không, chi tìm nách lá nè, cái nách lá nó nè đó, Linh mới cắt hồi sớm thôi, cái này Linh mới cắt hồi sớm thôi mà chưa lại mình lấy ra để làm clip cho mọi người xem dễ hiểu nè. Đó, cái lá này mọi người thấy không, đây nè, chi tìm nách lá nè đó, Linh lấy cái lá này làm chuẩn nè mọi người xem nè đó, khoảng tầm ngang đây nè, cái này là chuẩn luôn mọi người nè đó, tầm bằng luôn nè. Sau này cái lá này nó phát triển lên nè, cái cọng này nó cao lên ngang đây, dài lên tới đây, nhưng mà cái lá này nó không dài, nó vẫn cân đối giống như những cái lá này. Mấy cái lá đầu này á thì nó nhỏ nè mọi người, lá sau này á là do là Linh nhiều quá chăm không kịp cho nên là cắt hơi trễ, cho nên nó hơi to hơn chút, nhưng mà là vẫn đẹp. Nhưng giờ tại vì cái này là gọi là hai tầng đó mọi người đó, chăm không kịp nhưng mà vô tình nó ra hai tầng luôn. Tầng dưới là lá nhỏ ha, tầng trên lá hơi to hơn chút. Rồi sau này chúng ta cứ tìm những cái nách lá này để cho nó mọc lên bằng nhau, bằng nhau, tương đương nhau, nhìn cái cây tổng thể nó rất là đẹp nha mọi người đó, rất là đẹp luôn. Để mình lấy một cái cây thành phẩm mình đã canh nách lá cho mọi người xem ha. Rồi đây mọi người có thể xem cái cây này, lá nó đều với nhau này ha mọi người nè, đó nó đều với nhau. Để mình lật xuống cho mọi người xem đó, đó mọi người thấy không, lá nó đều với nhau nè, nó tương đương với nhau. Cái này là Linh canh để cắt là nó mới ra được như vậy. Nhiều cô chú hỏi là tại sao cắt không như Linh không được, thì đó là cái cách bí quyết đó mọi người, ít có người chia sẻ lắm. Hôm nay thì Linh quyết định chia sẻ để cho mọi người, để có cô chú hỏi á, Linh gửi cái clip cho cô chú thực hành, vừa xem clip vừa thực hành theo cho nó dễ ha, chứ chỉ qua tin nhắn thì rất là khó đó. Mọi người thấy nó bằng nhau không? À, mọi người cứ siêng năng ra chăm cho nó, chúng ta can những cái tàu lá đó. Chúng ta biết, muốn biết chính xác chúng ta lấy cái đầu ta đo như thế này
đo như thế này đó. Còn quen rồi thì không cần đo mọi người, nhìn là biết thôi đó. Như cái cây này nè, mình mới chi tìm nách lá nó nè mọi người, nè mọi người thấy không nè. Đó, mình cắt sát xuống nè, để cho cái tàu này sau này nó ra nè, nó đẹp hơn, nó đều với nhau nè. Chứ chúng ta không chi tìm nách lá của nó là sau này cái lá trong đây nó sẽ dài hơn tất cả những cái lá ngoài. Đó, mọi người hiểu chưa? Thôi, clip hôm nay thì cũng chỉ có vậy thôi mọi người. Thì Linh chỉ muốn chia sẻ lại cái kinh nghiệm cũng như cái kỹ thuật này, là cái kỹ thuật mà giúp cho cây chúng ta cân đối. Thì cũng rất là ít cô chú anh chị chia sẻ những cái clip như thế này. Thì Linh thì cũng chia sẻ cho mọi người hết mức có thể, biết gì thì chia sẻ hết cho mọi người, để mọi người làm được những cây bonsai vừa đẹp. Rồi, hello cô chú anh chị, mình trở lại với kênh Bonsai Giờ Hoàng Linh ha. Thì hôm nay tiếp tục cái series những clip nhỏ, thì Linh lại làm tiếp tục một clip theo những lời yêu cầu của cô chú anh chị, cũng như những cái câu hỏi cô chú anh chị đặt ra cho Linh vài ngày qua. Thì đây là cái cây mà cô chú anh chị mà chuyển dáng thế. Lúc đầu thì chúng ta ôm cái dáng trực như thế này mọi người. Rồi sau đó đó là chúng ta chuyển đổi dáng thế lại là cái dáng huyền như thế này ha. Rồi cô chú anh chị nói á, cứ tại sao để vậy, rồi khi nó mọc lên cái lá nó dài quá. Tại vì theo cái tự nhiên á, thì chúng ta để dáng huyền thì cái cây nó tự động sẽ ngóc lên đây mọi người. Nhưng á, mà mọi người để tự nhiên như thế này thì cái ngóc lên thì cái đọt non bên trong nó dài đó, nó ôm dài ra thì cái lá nó sẽ dài ra, nó không còn nhỏ như thế này nữa ha mọi người. Thì chúng ta có một cái cách làm như thế nào, thì hôm nay Linh sẽ hướng dẫn mọi người. Thì chúng ta sẽ cắt bỏ bẹ. Nếu cái bẹ nào đang nằm trên, để mình quay vô đây cho mọi người xem, cái bẹ này đang nằm trên là nó kìm hãm cái độ bật của cái đọt non này mọi người nè. Mọi người thấy cái bẹ nằm trên này không? Thì chúng ta, nếu có cái bẹ nằm trên như thế này, thì chúng ta cắt bỏ cái bẹ này đi ha. Bây giờ mọi người theo dõi chúng ta cắt bỏ cái bẹ này đi. Chúng ta cứ cắt bỏ cái bẹ này già già đi ha. Đó, chúng ta cắt bỏ già cái bẹ, già là cái bẹ này đi. Rồi cắt cho nó sát sát vô ha mọi người. Chúng ta cắt sát như thế này ha mọi người, để tạo điều kiện cho cái đọt non bên trong này nó sẽ ngóc lên ha. Còn đối với những cái cây nào á mà không có cái lá này mà nó như thế này thôi, thì chúng ta làm như thế nào ạ? Thì chúng ta cắt đi cái bẹ này, móc cái chúng ta cắt cái bẹ này ra và lấy cái áo ôm này ra ha mọi người. Chúng ta cắt như thế này. Đó, mọi người cắt cẩn thận để nó phạm vô cái đọt non nha. Rồi mọi người lấy lá ra, mọi người không cần phải cắt cái bề ở dưới ha. Chỉ cắt ở đây thôi. Đó, cắt đến đây mọi người, mọi người thấy chưa? Để tạo điều kiện cái đọt non này nè, nó sẽ ngóc lên, nó ngóc lên ha. Nếu chúng ta không cắt nó ra dài, nó bị kìm hãm nè mọi người, kìm hãm bởi cái áo ôm này và kìm hãm cái bẹ này. Đối với những cây mọi người lặt theo cái chiều không có cái bẹ này, chỉ có cái này thôi, thì chúng ta cắt cái áo ôm đi ha. Đó, để nó ngóc lên là nó không bị mắc dáng cái lá không dài. Và chúng ta cắt cái nách lá của nó luôn nè, mọi người thấy không? Cắt cái nách lá nó một ít đó, để sau này nó lên này, nó lên thì cái lá nó sẽ không dài, nó cứ nhỏ nhỏ, nó nhỏ nhỏ như cỡ này, như chúng ta chưa đổi dáng thế. Đó, rất là đơn giản thôi mọi người. Còn mọi người chuyển đổi dáng thế mà để tự nhiên á, thì nó sẽ ngóc lên và nó ôm cái áo này nè, cái áo ôm này nó ôm nè dưới cái đòi, những cái bẹ này nè, nó kìm hãm, nó sẽ mọc dài ra đây rồi nó mới ngóc lên. Còn chúng ta cắt như thế này á, tới đây này nó bắt đầu thời gian nữa nó sẽ ngóc lên đây, dáng nó sẽ lùng ha mọi người. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì clip hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi mọi người. Thì cái cách cắt này cũng rất là đơn giản, thì mọi người cứ cắt lấy cái dao ra, cắt chưa đầy tới một phút nữa là xong rồi mọi người. Lấy cái gãy ra, ý ta lấy cái cây ra, chúng ta coi cho cái gãy nó như thế nào. Thì tất cả các chú anh chị mình để ý nè, thì cái bộ rễ nó như thế này,
thì tới nữa chúng ta để nguyên vậy thì nó sẽ mọc ra, nó sẽ không đẹp ha. Nhẹ nhàng mà hạn chế nhất có thể làm gãy những cái gãy cám nha mọi người. Mọi người đừng có để cho nó mọc ra ngoài như vậy. Đây cái bộ rễ này nó quá trời to luôn mọi người. Rồi nhẹ nhàng để vô đây. Rồi dùng cái tay giữ lại. Rồi hello cô chú anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Vườn Quảng Linh ha. Thì hôm nay tiếp tục Linh sẽ làm những cái clip nhỏ để hướng dẫn cô chú anh chị mình. Hôm nay thì Linh sẽ làm theo một yêu cầu của một vị khán giả. Mà vị khán giả này rất là đặc biệt. Thanh niên này là rất là nhỏ tuổi, chỉ có mới 12 tuổi thôi. Mà ở nhà trồng rất rất là nhiều vừa bonsai luôn ha. Thanh niên này cũng xem cái kênh của Linh. Đó, cũng có mà làm theo. Đó, cho nên là cũng khơi dậy niềm đam mê cho thanh niên này qua cái kênh của Linh. Thanh niên này mới làm rất là nhiều vừa, mới liên hệ với Linh. Bây giờ là thanh niên này muốn làm sao để có bộ rễ đẹp như Linh thường làm, như bộ rễ uống. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip nhỏ, một cái giai đoạn đầu tiên để chúng ta chuẩn bị đưa vào uống rễ ha mọi người. Đó, thì sẵn đó thì Linh sẽ gửi đến tất cả cô chú anh chị mình nói chung, cũng như gửi đến bạn Hiền nói riêng ha. Đó, gửi đến thanh niên Hiền để tiếp lửa đam mê cho em ấy về cái bộ môn vừa bonsai này. Thì Linh cũng đã hướng dẫn cũng rất là chi tiết. Đó, nhưng mà Linh muốn làm một cái clip này để cho bạn Hiền vừa xem vừa thực hành trên cây bonsai của mình, cũng như gửi đến tất cả cô chú anh chị mình chưa biết cái cách làm này thì có thể làm như Linh, để trong tương lai chúng ta sẽ có được những cây vừa bonsai thật đẹp để chúng ta trưng ha. Rồi ngay sau đây Linh sẽ quay cảnh vô để hướng dẫn tất cả cô chú anh chị mình chi tiết hơn ha. Đó thì hiện tại Linh có một số cây mới ôm, khi chúng ta ôm như thế này. Còn những cái cách mà tách bẻ đồ này kia thì Linh có chỉ cô chú anh chị rồi ha. Cô chú anh chị nào mà mới biết đến kênh của Linh thì có thể lục lại những cái clip cũ để xem. Thì khi chúng ta ôm được như thế này, nó đã có bộ rễ bên trong rồi. Thì chúng ta lấy cái rễ ra, cây ra. Chúng ta coi cho cái rễ nó như thế nào. Chúng ta coi cho cái rễ của nó như thế nào. Này, nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Đừng hạn chế nhất có thể làm gãy cái rễ cám của nó ha. Thì bây giờ cái cây của chúng ta, nó đã có cái bộ rễ như thế này. Đó. Nhưng mà nó chưa có đủ cái rễ để chúng ta đưa vào chúng ta uống. Đó. Chúng ta uống để có bộ rễ ngoằn ngoèo, cong quẹo, sau này đẹp như những cái cây thành phẩm mà Linh hay quay trên kênh ha. Đây là cái bước đầu tiên. Đó. Linh sẽ làm từng bước từng cái clip để cho cô chú anh chị mình quan sát, làm theo. Thì chúng ta sẽ có một cây bonsai đẹp thôi. Thì cái bước đầu tiên, bước đầu tiên là chúng ta chưa có uống rễ ha. Bước đầu tiên thì chúng ta chưa có uống rễ. Rồi đối với cây này thì tất cả các chú anh chị mình để ý nè, thì cái bộ rễ nó như thế này, thì tới nữa chúng ta để nguyên vậy thì nó sẽ mọc ra, nó sẽ không đẹp ha. Đó, cho nên là nó, chúng ta thấy cái bộ rễ nó ra được dài, cái rễ dài dài như thế này thì chúng ta bắt đầu lấy cái giá thể ra. Bắt đầu chúng ta nè, đó, chúng ta ép sát vô. Đó, ép sát vô. Cô chú anh chị nào tỉ mỉ hơn có thể lấy nhẹ nhàng những cái rễ này. Những cái rễ này xếp lại cho nó ngay ngắn theo cái ý của chúng ta một chút xíu. Nhẹ nhàng mà hạn chế nhất có thể làm gãy những cái rễ cám nha mọi người. Đó, chúng ta cứ để như thế này ha. Chúng ta để giá thể vô trong cái chậu, rồi chúng ta cứ ép nhẹ nhàng xuống để như thế này, rồi để giá thể lại. Chủ yếu chúng ta để như thế này chưa có vô giai đoạn uống rễ là sao mọi người biết không ạ? Là chúng ta cần phải cho thêm rễ khác nó mọc ra thêm ở đây nữa mọi người. Chúng ta có nhiều, càng nhiều rễ thì chúng ta uống rễ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn chúng ta không làm cách này thì cái rễ nó sẽ mọc xuống đây. Nó sẽ lọt ra cái lỗ của cái chậu này đây mọi người. Đó. Nếu mà Linh có chặn cái rễ thì nó cũng vòng vòng ở dưới này. Vòng vòng dưới này thì nó không sát cái gáo thì nó sẽ không ok hơn ha. Mà chúng ta làm cái cách này. Chịu khó làm cái dừa bonsai này là chúng ta phải chịu khó, phải bỏ ra nhiều thời gian cho nó. Rồi đối với cái này thì chúng ta bỏ cho một ít giá thể vô trong cái đáy chậu như thế này ha. Bỏ vô, chúng ta ép hơi chặt chặt một chút, đừng có bỏ nhiều giá thể quá, để chúng ta nè, để cái này sát xuống dưới, để chúng ta để sau dừa ngang trên đây đó, chúng ta ít tốn đắt hơn một chút nữa. Với thứ hai là để ngang cái cổ, để ngang cái cổ này để cho tạo điều kiện cho nó mọc cái rễ mới ra vòng vòng đây nữa mọi người. Rồi khi chúng ta để giá thể dưới xong thì chúng ta nè, nhẹ nhàng nè, đó, giữ những cái rễ nó như nãy Linh nói. Rồi chúng ta nhẹ nhàng để xuống,
Rồi lúc này là cái rễ nó ôm sát vô cái gáo rồi mọi người. Đó. Rồi những cái rễ ghìa bên ngoài cũng thế. Rồi chúng ta nhẹ nhàng bỏ giá thể lại. Mọi người nhớ là chú ý là bỏ cái vô này sát dưới đáy chậu thôi mọi người, là để cho cái rễ nó mọc vòng vòng, mà nó mọc xung quanh cái gáo ha, nó mọc vòng vòng cái gáo. Còn chúng ta đợi cao lên thì cái rễ nó mọc sát đáy chậu, mà cái gáo hồng ở trên thì nó không đẹp. Cái cách chúng ta làm như thế này là chúng ta tạo điều kiện cho cái rễ nó mọc vòng vòng cái gáo, nó ôm cái gáo, thì sau này chúng ta bước vào giai đoạn uống rễ thì chúng ta đưa vào cái chuẩn chúng ta muốn, rồi chúng ta uống thì nó dễ hơn và nó sẽ đẹp hơn. Đó. Cho nên là mọi người cứ xuyên làm thêm những cái bước như thế này, chứ đừng có ôm rồi để đó luôn. Ôm rồi để đó luôn rồi sau này chúng ta có uống rễ đó, hãy rễ nó ra dài dài mà nó nằm ở dưới, chúng ta gị lên rất là khó. Nó không thể nào ôm sát cái gáo được, chúng ta gị lên đó thì một là nó bị gãy, hai là nó bị dập thì nó cũng chết thôi. Còn đó, chúng ta làm như thế nào để tạo điều kiện sau này chúng ta uống rễ dễ nhất có thể mà không làm tổn hại đến cái bộ rễ ha. Cái cách này là không mất nhiều thời gian đâu mọi người, thì chúng ta cứ đem ra coi cái bộ rễ như thế nào, rồi chúng ta tạo điều kiện cho cái rễ nó ôm sát vô cái gáo, rồi chúng ta để giá thể là thôi ha. Rồi cái này là Linh sẽ ví dụ cho mọi người trên một cái cây sim xanh. Hồi nãy là một cái cây ẻo đỏ, bây giờ là một cái cây sim xanh, thì nó cũng giống vậy thôi mọi người. Thì trước tiên thì chúng ta cũng xử lý ban đầu, tách bẹ đầu này kia cho nó. Thì những cái clip đó thì cô chú anh chị mới biết đến kênh của Linh thì chưa có xem thì có thể lục lại những cái clip cũ xem ha. Rồi chúng ta ôm một thời gian thì thấy cái rễ nó già rồi nè, mọi người thấy nó mọc ra luôn. Cái này Linh cái chậu bị lủng, Linh để hai là nó mọc ra tới đây luôn nè mọi người. Đó thấy không, mọi người đừng có để cho nó mọc ra ngoài như vậy. Khi chúng ta thấy cái rễ mọc ra ngoài là rễ nó phát triển rất là mạnh rồi đó. Là chúng ta có thể lấy ra, chúng ta lấy ra là chúng ta bắt đầu làm theo cái cách của Linh đó. Thì sau này chúng ta sẽ có một cái bộ rễ uống rất là đẹp. Mọi người á nên lấy ra nè, vũ nhẹ nhẹ như thế này, Linh vũ dưới này rồi nhẹ nhẹ. Còn cái nào ấy thì chúng ta lấy nhẹ nhẹ ra, hạn chế nhất có thể làm gãy những cái rễ cám nhỏ này nè. Những cái rễ cám nhỏ này gãy là cây bị mất sức ha. Cái đó là cái rễ hút nước và chất dinh dưỡng chính của nó đó, những cái rễ cám á. Đó, Linh sẽ lấy nhẹ nhẹ ra. Tại cái này hồi trước là Linh ôm bỏ những cái vỏ dừa mà Linh đã lọt ra từ những cái gáo dừa để bán phôi cho cô chú anh chị đó. Chứ Linh không có bỏ sơ dừa. Đó, cái này nó cũng tốt lắm, nhưng mà nó có sơ sơ. Còn mọi người ở nhà ôm thì không có cái sơ này đâu, sơ dừa người ta xay ra hết rồi. Đây, cái bộ rễ này nó quá trời to luôn mọi người. Nè, nó mọc vòng vòng nè. Đó, thì bây giờ chúng ta tìm cách. Bước đầu tiên là chúng ta làm sao để cho nó vô cái gáo trước đi. Nó vô sát cái gáo trước rồi sau này chúng ta uống rễ cho nó dễ. Cái bộ rễ này là Linh thấy là nó mọc tùm lum vậy nên nó cũng hơi quái quái, nó cong cong đẹp đẹp rồi đó. Rồi bây giờ Linh sẽ bỏ một ít sơ dừa vô đây, đè cho nó nén nén xuống mọi người, để cho nó sát cái đáy chậu. Để chúng ta một hồi chúng ta nè làm được cái bộ rễ sát vô rồi chúng ta để sát xuống, nó sẽ ôm vô đó. Chúng ta cứ nhẹ nhàng ha, nhẹ nhàng, đừng có làm mạnh quá nó sẽ bị gãy cái rễ đó nè. Chúng ta dùng cái tay giữ lại đó. Cái này là để dán chặt ha, nãy Linh quên nói với mọi người cứ để dán chặt ha, rồi sau này chúng ta uống rễ mà là chúng ta mới bắt đầu chuyển lại cái dán quyền. Rồi đó, Linh kéo nhẹ lên trên đây luôn nè. Đó, ở đây đang mọc cái rễ nhỏ nè, nó Linh kéo nhẹ lên trên đây luôn nè, lòn qua cái rễ này, làm sao để cho nó sát vô trong cái gáo. Chúng ta cố định bằng cái tay này, nhẹ nhàng thôi để nó hư cái rễ ha. Rồi những cái rễ này chúng ta kéo lên trên luôn. Rồi xong xuôi là chúng ta được như thế này, rễ sát vô cái gáo hết mọi người thấy không, nó rất là đơn giản thôi. Rồi nhẹ nhàng để vô đây, rồi dùng cái tay giữ lại, nhẹ nhàng giữ lại. Rồi chúng ta cứ bỏ giá thể vô thôi, nhẹ nhàng bỏ những hết giá thể vô lại. Thì một thời gian sau khi mà mọi người thấy mà cái rễ nó lú lú ra ngoài nữa mà chúng ta thấy rễ già với mọc thêm nhiều nhiều rễ ở đây rồi, là thời gian đó là bắt đầu
chúng ta mới chuyển đổi dáng thế và bắt đầu uốn ghế ha. Thì Linh sẽ làm cái clip hướng dẫn cô chú anh chị mình cái cách chuyển đổi dáng thế và uốn ghế sau này, để Linh nuôi những cái cây này. Linh sẽ làm clip từ từ cho mọi người xem luôn. Đó, rất là đơn giản thôi, mọi người cứ bỏ giá thể vô rồi xong, như vậy là xong rồi mọi người. Rồi chúng ta nó giữ ẩm, mai mốt thì nó sẽ mọc thêm rễ ở đây, rễ ở dưới nó cũng phát triển cái bộ rễ rất là tốt. Rồi rất là đơn giản thôi ha mọi người. Chúng ta phải cắt cái bẹ ôm của cái bẹ này nè, cái áo ôm của cái bẹ này ha, là xuống khoảng tầm đây đi đó, xuống khoảng tầm đây. Rồi chúng ta mới cắt cái bẹ này xuống nữa, tại vì cái nách lá này nó còn thấp chút dưới này quá đó. Hai trường hợp ha mọi người cứ chú ý. Rồi cái này chúng ta cắt xét luôn nè đó. Rồi mến chào cô chú anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip để giải đáp thắc mắc của một chú ở thành phố Hồ Chí Minh, là có điện cho Linh. Chú có xem cái clip của Linh ở trên TV á, thì chú có điện cho Linh, chú nói là cái cây dừa của chú mà tại sao nó cắt mà cái đọt ở bên trong nó lên cao quá, rồi bây giờ là chúng ta xử lý như thế nào. Thì Linh có hướng dẫn cho chú rồi, nhưng mà Linh muốn làm một cái clip trực tiếp xử lý như thế này để cho chú xem dễ thực hành ở trên cái cây dừa hơn đó. Thì chú Hưng có xem được cái clip này thì có thể thực hành trên cây dừa của mình ha. Rồi bây giờ là xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng hướng mắt vào màn hình của Linh, sẽ quay cận lại để hướng dẫn cô chú anh chị mình cách khắc phục cái cây dừa mà cái đọt bên trong nó lên cao quá cao như cái dừa này nè mọi người. Đó, để chút xíu nữa Linh sẽ quay cận cho mọi người xem. Rồi xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng theo dõi ha. Rồi Linh sẽ lấy cái cây sim hồng này để ví dụ cho chú dễ hiểu nè, cũng tất cả cũng như ví dụ cho tất cả cô chú anh chị mình luôn ha. Thì khi cái cây chúng ta cắt cái lá nó đều đều với nhau, cây này Linh bỏ một thời gian rồi là Linh cũng không có cắt nhiều đó, cho nên là cái lá nó cũng không đều, nhưng mà nếu ở nhà quý vị lá vậy là cũng hơi đều ha, cắt cho đều. Nhưng mà tự nhiên cái đọt bên trong này nó ra quá dài nè mọi người thấy không? Nó dài cả một cây viết luôn nè. Đó, cái đọt bên trong nó ra quá trời dài. Đúng ra là nó ra khoảng tầm đây thôi, từ từ nó mới ra được cái lá đồng đồng dưới ngoài, mà cái đọt này nó quá trời dài đi. Đó, thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Nếu chúng ta cắt như bình thường, chúng ta cứ để vậy, chúng ta để cho cái nách này nó lên bằng với cái lá này, thì sau này cái đọt này nó sẽ phát triển lên nữa, thì nó sẽ bự hơn cái lá này nữa mọi người. Đó, cho nên chúng ta cần phải xử lý cho nó nhỏ lại, cho nó lùn xuống đó, cho nó hãm bớt, cho nó lùn xuống, để chúng ta sau này cái đọt bên trong này cái lá nó sẽ tương đương với cái lá này và lá này. Còn chúng ta để yên nguyên như vậy, để cho cái nách lên như Linh thường hướng dẫn, cái nách này lên tới đây rồi chúng ta mới cắt tiếp, chúng ta mới cắt tiếp cái này, thì là cái đọt bên trong này nó sẽ ra quá dài, sau này cái cây chúng ta sẽ mất dáng là nó sẽ những cái lá nó sẽ không cân bằng với nhau, và cái lá, cái đọt này nó sẽ phát triển dài lên đây nữa, dài tuốt lên trên, là cái lá nó sẽ dài hơn cái lá này là bự nhất rồi nè mọi người. Đó, đối với những cái cây dừa này á là nó bị dược quá mọi người, nó bị ăn phân á, có khi là một là cô chú bỏ nhiều phân quá đó, thứ hai là cái giá thể của nó đến lúc mà cái rễ dừa nó phát triển nó hút quá nhiều chất dinh dưỡng này. Linh thì không có bỏ phân, cây nào yếu lắm mới bỏ phân, nhưng mà do cây này nó phát triển quá, nó đến lúc nó cái rễ của nó phát triển rất là nhiều trong đây nè mọi người, nhìn bộ rễ của nó là nó hút chất dinh dưỡng, hút nước, dưới thứ hai chúng ta tưới nước nhiều thì nó cũng mau lên, tại vì mình trồng trong chậu mình sẽ phải ép cho nó nhỏ nhỏ lên mọi người, ép cho nó là bị thiếu, giống như thiếu chất dinh dưỡng nó mới ra được cái bộ lá lùng đẹp ha. Rồi cái này cách xử lý như thế nào thì cô chú anh chị mình, chúng ta sẽ cắt từ đây ha. Chúng ta cắt đầu tiên là chúng ta phải cắt cái bẹ ôm của cái bẹ này nè, cái áo ôm của cái bẹ này ha, là xuống khoảng tầm đây đi đó, xuống khoảng tầm đây. Rồi chúng ta mới cắt cái bẹ này xuống nữa, thì rất là đơn giản thôi, thì mọi người cứ cắt dài xuống thôi. Rồi bây giờ Linh sẽ cắt xuống, rồi mọi người cứ cẩn thận cắt xuống thôi, nó cắt xuống cho nó xuống một ít ha mọi người, xuống một ít nữa này,
Bữa nay Linh quay clip buổi chiều gần tối mọi người, hơi tối. Linh sẽ cố gắng truyền tải cái cách làm này cho mọi người mau nhất có thể ha. Rồi chúng ta cắt này, đó mọi người thấy không, cắt này. Đó, rồi các bẻ bên trong này, bẻ bên trong này chúng ta cắt xuống ngang bằng dưới này luôn để hãm bớt, hãm bớt cái đọt non của nó. Rồi chú xem cũng chú ý ha, chú ý cây dừa, không biết cây dừa của chú là cái ở nhà này cái đọt nó có cao như cây dừa này không, thì Linh sẽ hướng dẫn chú là cái cách như thế. Nếu cao hơn nữa thì chú cũng cắt như kiểu này thôi đó. Tại vì nè, từ cái cổ này nè, từ cái cổ này lên đây không còn bao nhiêu nữa mọi người. Mọi người cắt sâu sâu quá đó nữa nó không phát triển được cái cọng này lên đâu. Rồi lấy nhẹ cái áo ôm ra. Rồi mọi người thấy không, đây nè, đó cái bẻ này nè, bằng một cây viết là nó thấp, nó cục hơn cái lá này, sau này phát triển lên nữa là dừa hay mọi người. Đó mọi người đều nhớ là phải thấy cái đọt nó phát triển quá thì mọi người nên xử lý cái cách này đó. Rồi trong lúc xử lý á, cái đọt này nó cũng chưa ngóc nè, Linh xin nói thêm luôn là bắt đầu chúng ta cắt bỏ cái lá này luôn nè. Cái lá này nó cũng nhỏ hơn với những cái lá còn lại mọi người, nó không đẹp đâu. Đó, nhẹ nhàng cắt bỏ cái lá này luôn để chúng ta giữ dáng chơi. Hồi lúc mà Linh làm là tính là tông nhỏ như thế này nè mọi người, nhưng mà bận công chuyện đó thì để đó không cắt cho nó lên cao, cho nên là cây dừa bonsai thì chúng ta phải cắt thường xuyên ha. Đó, chúng ta phải canh cắt thường xuyên thì chúng ta mới có cây đẹp nữa. Công sức bỏ ra nhiều thì chăm cho nó thì chúng ta thì nó sẽ phát triển đồng đều đẹp, thì chúng ta có cây bonsai vừa đẹp chơi. Rồi đó, chúng ta cắt như thế này, sau này nó sẽ ngóc lên đây nữa, cái mẹ này nó bung ra đây đó. Vậy là chúng ta dưỡng thêm một cái đọt bên trong nữa là chúng ta có thể lên chậu chơi được rồi đó mọi người. Đó, còn cái lá này sau này nếu ấy sau này mà vài ngày nữa chắc Linh cũng cắt bỏ luôn. Lá này cũng xấu nè. Rồi, cái đó là một trường hợp cây sim hồng này ha. Rồi Linh sẽ ví dụ qua một cái cây dừa ẻo bình thường. Đây, cây dừa ẻo đây mọi người. Đó, mọi người thấy cái đọt của nó nè, thấy không nè, nó lên quá trời nè. Từ đây xuống đây đo rồi sắp xỉ hai cây viết luôn mọi người. Nhưng mà cái lá này là nó cũng hơn ha, nó cũng sắp xỉ, nhưng mà Linh muốn làm nó nhỏ lại tầm lá này thôi. Đó, cây này là do Linh bỏ trong cái chỗ phức, lâu quá không có cắt mọi người, mình cắt rồi mình quên đó, bỏ phế nó. Nó lên cao thì chúng ta cũng có một cách xử lý giống như hồi nãy, nhưng mà đối với cây này thì chúng ta cắt sát luôn nè. Tại vì cái bẹ này nè nó khác hơn cái trường hợp nãy ha mọi người. Tại vì cái nách lá này với cái này nó sắp sửa bằng nhau rồi, chúng ta có cắt sát nó cũng phát triển lên một miếng là dừa. Như cây hồi nãy thì chúng ta phải chừa cho nó lên, tại vì cái nách lá này, cái nách lá này nó còn thấp tuốt dưới này quá. Đó, hai trường hợp ha mọi người cứ chú ý. Rồi cái này chúng ta cắt sát luôn nè, đó sát xuống dưới luôn đó, để kìm hãm cái bẹ và cái đọt non này nè, bên trong nè, nó sẽ không phát triển quá nhiều lên nữa mọi người. Rồi mọi người cứ cắt sát như thế này, sát như thế này luôn, bên trong nhẹ nhàng, những cái cách cắt bình thường thôi mọi người. Nói chung á, mọi người chơi lâu á, chơi thường xuyên, cắt thường xuyên là mọi người sẽ biết cái cách canh để cắt rồi mọi người. Chúng ta canh để cắt thì chúng ta sẽ có cây bonsai đẹp đây. Rồi đó, rồi mọi người nhớ giữ cổ nha, lúc nào Linh cũng hướng dẫn cô chú anh chị mình nhớ giữ cái cổ để bẻ ra nó bị gãy đó. Lá này sau này cũng bỏ này mọi người, đó lá này cũng bỏ luôn. Bây giờ là chúng ta bắt đầu hạ xuống. Rồi đây nè, đó chúng ta cắt phải tới đây nè, mấy dừa nè, tới đây là tới cái nách lá luôn rồi đó mọi người. Thì nó kết hợp với cái kỹ thuật chi tìm nách lá trong bẻ non luôn ha. Đó, những cái hạ này là chúng ta dùng kỹ thuật chi tìm nách lá trong bẻ non, nó mới tạo ra được cái dáng lùng lại mọi người. Bên trong này chúng ta cũng cắt như thế luôn. Rồi nhẹ nhàng giữa cổ bẻ ra đó. Rồi mọi người thấy không nè, Linh đã cắt tuốt dưới luôn, tới cái nách lá luôn rồi nè. Nè, cái nách lá nằm ngay ngay chỗ đây mọi người. Rồi là sau này cái lá này nó sẽ cao,
cỡ này thôi, nó chỉ phát triển cái bẹ thôi. Rồi chúng ta nhẹ lặn cái cây dao, cắt bỏ cái bẹ luôn đó. Rồi đó, mọi người thấy chưa, đó cái cách này là chúng ta cắt sát luôn nha mọi người, sát luôn. Cái này chỉ chừa lại một chút xíu thôi để cho cái cọng này phát triển lên đó, để chúng ta cứu vớt cây, giờ chúng ta không bị mất dáng nha mọi người, nó sẽ nha lùng lùng đó, nó sẽ ok lại. Rồi sau này đó, chúng ta khi chúng ta dưỡng lùng lại thì chúng ta bỏ hết những cái lá này, bắt đầu lấy từ cái đọt non nhỏ bên trong đây nè. Bên trong đây có cái đọt non nhỏ này mọi người nè. Nè, lấy từ đọt non nhỏ này nè, nó sẽ lùng lại. Trong thời gian đó thì chúng ta cắt bỏ lá thì chúng ta được cái gốc nữa. Linh thường nuôi là nuôi cắt bỏ rất nhiều lá, bởi vì cây của Linh là gốc khúc như thế này là rất là lâu năm. Đó, cây nào có giá trị của nó không chăm sóc bỏ ra thì có giá trị của nó hết mọi người. Còn những cây dừa chợ bình thường nuôi vài tháng á, 3-4 tháng á, sơn gáo vẽ chữ á, thì nó khác ha. Đó. Thì có khi cô chú anh chị nói cây dừa bán giá sao đắt quá, thì tiền nào của nấy thôi. Rồi cô chú anh chị nào chăm á, được những cái cây như vậy á, thì biết cái công sức bỏ ra bao lâu rồi là nó mới được cây như vậy. Rồi clip hôm nay thì chỉ có vậy thôi mọi người. Xịt nước ra rồi cắt rễ cám rồi sơn gáo chơi liền là cái cây yếu nó sẽ chết liền ha mọi người. Công kỹ chúng ta nuôi cái cây như thế này đâu phải ít đâu mọi người, từ 6 tháng đến 7 tháng nó mới được cái cây như thế này. Hello, xin chào quý bà con cô chú anh chị, mình trở lại với kênh bonsai dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay thì thể theo lời yêu cầu của một số quý vị đã ủng hộ và xem trên kênh của Linh, thì Linh sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình một clip nhỏ là cách kê rễ cho cây dừa bonsai như thế nào ha. Thì cái cách này thì Linh cũng đã nói trong những clip trước rồi, thì bây giờ Linh muốn nói hơi kỹ hơn một chút xíu để sau này có cô chú anh chị nào mà cần hỏi nữa thì Linh sẽ gửi clip cho cô chú anh chị mình xem, vừa xem vừa thực hành trên cây bonsai của mình thì nó dễ hơn ha. Chứ nhiều cô chú anh chị hỏi Linh thì Linh cũng có chỉ qua tin nhắn, nhưng mà có một số cô chú anh chị thì làm cũng chưa đúng, cho nên là Linh quyết định làm lại cái clip nhỏ này để hướng dẫn cô chú anh chị mình ha. Thì đầu tiên là một cái cây dừa như thế này. Đây mọi người thấy không ạ? Một cái cây dừa bonsai chúng ta là đã vào chững rồi, là chúng ta bắt đầu kê rễ được hay mọi người. Cái giai đoạn để kê rễ cho cây dừa bonsai thích hợp nhất là cái giai đoạn là 3 đến 4 lá. Mọi người có thể bỏ 3 cái lá này ra, còn 3 cái lá trên này, 3 lá, hoặc là bỏ 2 cái lá này ra, còn 3 lá này. Mà 3 4 lá nó đã vào chững rồi ha mọi người. Nó đã bắt đầu vào chững rồi thì mọi người bắt đầu kê rễ cho cây dừa bonsai. Rồi chúng ta tiếp tục chăm tiếp đến khi mà cây dừa bonsai thành phẩm thì lúc đó cái rễ nó sẽ già đi, thì chúng ta bắt đầu dọn vệ sinh và sơn gáo thôi ha. Thì cái cách kê rễ thì rất là đơn giản, mọi người cùng chú ý ha. Thì hôm nay thì Linh chuyển cái chỗ quay ra đây, tại vì buổi chiều này nắng quá nắng, cho nên Linh về vào đây quay để cho cô chú anh chị mình xem rõ hơn ha. Thì có hai cách kê rễ, một là kê trong cái chậu đen này luôn, một là kê mình bỏ vào một cái chậu, một cái chậu như thế này đó. Hôm nay thì Linh lấy cái chậu cũ này để vô đỡ, để mai mốt thì cây thành phẩm ok thì Linh sẽ để vô cái chậu đẹp hơn. Thì mọi người có để vô cái chậu mà mọi người chuẩn bị rồi sau này chúng ta để trong cái chậu đó chơi luôn thì ok hơn nữa ha. Thì cái cách đầu tiên thì chúng ta lấy cái cây ra như thế này, mọi người xem nè. Đó, chúng ta có thể để sau dừa vào trong cái chậu đen này đó. Chúng ta muốn cơi cái cây bao nhiêu tùy ý thích của mọi người. Bây dai đây cũng được, bây dai đây cũng được đó. Chúng ta bỏ đất vô rồi để như thế này ha. Cái cách thứ hai thì chúng ta bỏ vào chậu, thì cái chậu Linh đã chuẩn bị đây đó, Linh đã bỏ sau dừa trong đây. Thì cái này thì Linh ý định Linh muốn kê nó cao hơn một chút mọi người đó. Linh sẽ kê cao cỡ này rồi, chúng ta để y vậy xong chúng ta lấy một ít sợi dừa, một ít sợi dừa để vào cái khoảng trống nè, giữa cái giá thể của cây nè với cái chậu, làm sao cho nó cứng cái cây lại mọi người. Dừa dừa thôi,
đừng có bóp mạnh quá thì cái những cái rễ non nó sẽ bị hư ha. Đó, chúng ta cứ để như vậy, không nên lấy những cái phần sơ dừa này ra liền ha mọi người. Chúng ta cứ để tự nhiên như vậy, ta cứ chăm cho cái cây nó thành phẩm. Tới khi thành phẩm, từ từ là sơ dừa mình tưới nước đầu nè hàng ngày đó, là cái sơ dừa nó sẽ rớt dần dần đi ha. Mọi người đừng sợ tốn sơ dừa ha, tại vì rớt xuống vòng vòng đó thì chúng ta cũng thể thu gom lại để chúng ta tái dụng lại thêm một lần nữa được ha. Cái tác dụng của cách cây rễ này á là để cho những cái rễ cám nè mọi người, nó từ từ tự động nó già đi, nó khô ên nó đó, để là nó sẽ không mất sức cây. Còn chúng ta lấy sơ dừa ra liền, chúng ta dọn rễ rồi sơn gáo liền chơi thì cái cây nó sẽ rất là mất sức. Cây nào yếu yếu thì nó có thể chết luôn ha mọi người. Còn cái tác dụng thứ hai là để cho cái bộ rễ nè, hồi nãy chúng ta cơi thì cái rễ nó mọc chỉ từ đây xuống đây thôi, tại vì cái chậu chúng ta nó mọc tới đáy là dừng lại. Chúng ta cơi là vậy, nó sẽ phát triển cái bộ rễ thêm vào trong ở dưới cái chậu này đó, nó sẽ hình thành cái bộ rễ hút nước ở trong cái chậu này, nó sẽ nuôi cây. Từ từ cái ở trên này già đi, là những cái rễ cám này nó khô đi, là nó không còn hút nước nuôi cây nữa mọi người, mà nhưng mà nó sẽ nuôi cây dưới cái bộ rễ dưới này đó. Bởi vì là chúng ta phải cơi rễ từ lúc cái cây vào dáng rồi chúng ta chăm đến thành phẩm, thì cái bộ rễ dưới này nó sẽ phát triển rất là nhiều ở dưới này, nó đủ sức dư thức để nuôi cái cây. Ở trên này chúng ta moi ra, chúng ta cắt rễ cám đó, thì dưới này thì nó sẽ có nhiệm vụ nuôi. Cho nên là ở trên đây chúng ta cắt khô rễ cám hết thì cái cây nó vẫn sống ok bình thường. Còn mọi người mà cơi lên liền đó, để lên như thế này rồi đắp sơ dừa vô xong, xịt nước ra rồi cắt rễ cám rồi sơn gáo chơi liền, là cái cây yếu yếu nó sẽ chết liền ha mọi người. Công kỹ chúng ta nuôi cái cây như thế này đâu phải ít đâu mọi người, từ 6 tháng đến 7 tháng nó mới được cái cây như thế này, mới được một cái cây thành phẩm như thế này, mà chúng ta làm chết là rất là uổng ha, rất là hối tiếc ha. Thì cái clip hôm nay thì chỉ là cái clip nhỏ như thế thôi mọi người. Cái cách cây rễ thì rất là đơn giản, nhưng mà mình chỉ qua tin nhắn đâu đó thì cô chú anh chị thì cũng chưa hiểu lắm, chưa hiểu cái ý mình nói, cho nên là mình quyết định là mình làm lại cái clip này trực tiếp như thế này đó, để cho cô chú anh chị nào cần thì Linh cứ gửi clip qua, cô chú anh chị cứ xem và thực hành, vừa xem vừa thực hành trên cái cây dừa bonsai ở nhà mình ha. Đó, hello, xin chào cô chú anh chị mình trở lại với kênh bonsai dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay Linh đang đóng hàng phôi cho khách, thì chợt nhớ ra có một số cô chú anh chị hỏi là cái cách ủ cái phôi như thế nào rồi mới đem ôm. Khi Linh gửi cho cô chú anh chị những cái phôi như thế này nè, về mọi người ủ lại cho cái mầm nó ok rồi mọi người hãy đem ôm thì nó sẽ phát triển tốt hơn ha. Thì sẵn đây á, thì Linh xin nói một chút về phôi, để Linh lấy cái phôi siêu mini này gọc ra. Khi mà cô chú anh chị mua cái phôi về nè, thì chúng ta gọc cái phần này ra. Đó, bên trong là Linh có để cái miếng vải giữ ẩm nè mọi người. Đó, như thế. Cô chú anh chị lấy ra, lấy ra như thế này. Đây à. Cô chú anh chị lấy cái phôi ra, thì bên trong nó có mầm như thế này, có khi mầm to hơn nhỏ hơn đó. Cái mầm nhỏ nhỏ như thế này gửi đi thì nó an toàn hơn mọi người. Những cái mầm bự á, gửi đi là quăng qua quăng lại á, nó bị dập cái đọt ha, hoặc là bị dập rễ đó. Cho nên những cái mầm nhỏ nhỏ này mà cái mầm nào nó có cái ra cái rễ á, thì Linh cũng cắt bỏ hết à, nó để cho nó cung cấp cái chất dinh dưỡng để nó nuôi cái mầm ha. Đó, còn nó không nuôi cái rễ mà rễ thời gian 5-10 ngày và để trong thùng xốp hoặc là trong những cái thùng giấy để quấn băng keo lại rễ cho mọi người đó, là nó hầm đó, là cái rễ nó cũng không phát triển đâu, chủ yếu là cái mầm thôi. Cho nên Linh bán phôi là Linh bán phôi những cái mầm mới nhú như thế này thôi mọi người. Về là cô chú chịu khó, cô chú anh chị mình chịu khó ủ thêm cho nó to lên. Nó to lên ha, nó to lên, ủ khoảng tuần hay tuần là nó to lên rồi nó sẽ có rễ đưa ra mọi người. Nó sẽ mọc rễ ra luôn rồi đó, trong lúc đó cô chú anh chị hãy đem ôm thì nó chắc cú hơn ha. Thì nè, hồi trước Linh cũng có bán cái loại phôi này nè, mọi người xem này đó. Mầm vậy nè, rễ là nó bị hư lá gì hết trơn mọi người. Cái trái dừa này Linh lột ra mà tưởng nó không có mầm mà quăng đại ngoài hè giờ nó lên vậy nè đó.
chúng ta quắn rễ đi nè, hư rễ này hết nè. Khi ta ôm đó, như cái trái này ôm mà Linh đem đi ôm đó, là mấy cái rễ nhỏ này Linh cũng cắt bỏ hết nè mọi người, không chừa đâu. Sau này nó ra cũng nhỏ xíu không có đẹp ha. Đó, mưa hơi ồn ha, cô chú anh chị mình thông cảm ha. À, Linh sẽ nói nhanh cái phần này. Đó, cho ra là cô chú anh chị về khi lấy phôi ra, cô chú anh chị lấy phôi ra để vào một cái khay gì đó nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, rồi cô chú anh chị lấy một những cái giải mà thấm nước đậy lên như thế này nè, ha, đậy lên, chúng ta tưới nước, xịt nước giữ ẩm cho nó, xịt nước đó, hàng ngày xịt nước giữ vừa ẩm thôi, đừng nhiều quá ha mọi người ha, đừng có nhiều quá, mà cái này Linh lấy ví dụ thôi chứ đừng có để nước ứ ở dưới này nha, là một cái cách một ha. Đây còn một cái cách hai, alo mưa hơi ồn mọi người thông cảm nha. Còn một cái cách hai á là chúng ta dùng một cái khay mặc một cái thao gì đó, chậu gì đó, chúng ta để nước. Cái chậu này hơi ngắn mọi người, hơi ít ha, Linh sẽ nói nhanh thôi. Này, mưa hơi ồn đó, cô chú để gì nè, để làm sao nó vừa ngang đây, nó vừa tới đây nè, để cho có ẩm, cái đầu ẩm nó vừa hút lên đó. Đó mọi người cứ để sắp như vậy, mà đừng để ngập vậy nha, để ngập vậy là nó nhiều nước quá nó úng mỏng ha. Đó mọi người cứ để như vậy nè, để sao cho nó đủ, nó cung cấp cái độ ẩm, mọi người thấy cung cấp độ ẩm là được đó. Để cái cách này á, là cái rễ mọc mau hơn cái cách mình tưới nước nữa mọi người. Đó mọi người để một thời gian là cái phôi bên trong nó mọc ra, nó sẽ mọc những cái rễ nhỏ ra, nó lú cái rễ ra mọi người, là lúc đó mọi người đem ôm là mới chắc cú, à, cây mới mạnh khỏe, và những cái rễ đó chúng ta dùng được sau này. Còn những cái cây như thế này mà Linh rễ cho mọi người đem ôm mấy cái rễ này là hư hết rồi mọi người, nó rụng mấy cái này nè, nó rụng mấy cái này là bảo đảm mọi người ôm là cái rễ này nó sẽ bị hư. Nếu nó còn sống nó cũng teo lại mọi người, nó không đẹp. Chúng ta phải, cái cây dừa bonsai muốn đẹp là phải chăm sóc từ nhỏ ha. Đó, từ cái lúc nhú mầm, từ cái rễ mới nhú ra như thế này nè. Đó, mọi người ôm cái phôi đó một thời gian khoảng một tuần là nó lú cái rễ ra như thế này nè. Đó, rồi mọi người mới đem ôm là cái cây này nè nó mới phát triển. Còn cái cây đã phát triển thế này rồi mọi người ôm thì cắt ra cũng bỏ mấy cái này thôi mọi người. Cái lá thì dài nhằn đây, xài sao được. Đó, tập chúng ta phải tách bẹ từ lúc nhỏ nhỏ xíu xíu. Đó, nó mới có những cái cây được lùng lực. Đây ví dụ cho mọi người, đó cái cây này là cắt bẹ lúc từ nhỏ mọi người nè, nó nhỏ xíu bằng cái mọng này thôi mọi người thấy không. Chứ bây giờ mọi người tét cái mọng này ra là mọi người phải đợi một thời gian nó cắt bỏ những cái lá này mới dưỡng được cái đọt non. Còn chúng ta dưỡng là dưỡng từ đầu luôn nè. Đó, Linh mới cắt mấy cái lá nhỏ ở ngoài nè, mấy cái lá đầu bắt đầu dưỡng lấy ba lá nè. Đó, cây dừa bonsai muốn đẹp là chúng ta phải dưỡng từ lúc nhỏ xíu và siêu ha. Đó cô chú anh chị mình chú ý. Còn phôi cô chú chị mua về như thế này, cắt ra cho Linh. Đấy, cắt ra rồi xong đó, bỏ vô bằng hai cách Linh mới chỉ. Đó, rất là đơn giản thôi mọi người. Ôm cho nó ủ mầm cho nó to lên. Cho nó to lên, xong rồi đó. Rồi mọi người mới bắt đầu là đem đi bỏ vô giá thể xay dừa ôm. Và bắt đầu xử lý, những cái cách xử lý thì Linh có chỉ ở trên kênh của Linh hết rồi. Cô chú anh chị nào chưa xem á, thì có thể lên kênh... lục những clip cũ ra xem ha, dành một chút thời gian xem để tham khảo thôi mọi người. Rồi chúng ta sẽ thực hành với những cây dừa ở nhà của chúng ta, những cái phôi dừa ở nhà của chúng ta ha. Đó, bởi vì có một số cô chú hỏi sao bán cái phôi mà cái mầm nhỏ quá, thì đó, đó là lý do. Nó cái mầm như thế này hoặc là nó mới nhú là an toàn hơn, mình gói lại vậy nè, mình gửi đây mình quấn cái giải giữ ẩm. Lúc nào Linh cũng có quấn theo cái giải giữ ẩm này như thế này hết. Lúc quấn là Linh sẽ nhúng nước nó ẩm để gửi cho cô chú anh chị. Về cô chú anh chị lấy ra, hoặc là để nguyên cái giải này luôn cũng được mọi người. Mọi người cứ quấn vậy nè, rồi tưới nước giữ ẩm cho nó thôi. Đó, cũng được ha. Tại vì á, cái phôi khi bự lên á, nó sẽ mọc những cái rễ nhỏ 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 trong cái phôi nè mọi người. Khi ta rễ vận chuyển, rễ non mà nhúc nhích là nó dục này kia đó, bên giao hàng dục qua dục lại đó, là nó bị dập cái rễ. Dập cái rễ thì nó sẽ hao tổn chất dinh dưỡng đó mọi người. Chủ yếu á, là mình nuôi cho cái mầm này to đi, rồi đó cái rễ á, mình thấy to, mình thấy mọc, mình thấy nó mọc cái rễ ra mình đem ôm liền, đem đi ôm. Còn Linh đã làm có cái rễ rồi, để ủ đã có rễ rồi, rễ đi là nó bị dập, nó sẽ hao tổn cái chất dinh dưỡng đó. Thay vì chúng ta để vậy
mọi người về bỏ tí thời gian ủ thì cái mầm này ra to, nó sẽ mọc rễ ra rất là tốt, rất là khỏe đẹp luôn đó. Còn những cái mầm nào mà có khi có rễ mọc sớm quá đó mọi người, thì Linh cũng cắt bỏ cho rồi mới rễ cho mọi người, để cho nó tập trung cái chất dinh dưỡng nuôi cái mọng, nuôi cái mọng trước, cái rễ chúng ta tính sao ha. Đây nè mọi người, ủ cái phôi đến khi nào á mà nó mọc cái mầm ra rồi nó có vừa lú cái rễ ra như thế này nè, là mọi người ôm là chắc cú 100% cây ok luôn ha mọi người. Đó thì clip hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi mọi người. Thì cô chú anh chị mình xem có ý kiến gì, hoặc là cô chú anh chị mình có những câu hỏi muốn Linh giải đáp thì cũng cứ để dưới bình luận luôn mọi người. Đó, bất cứ câu hỏi gì cứ để dưới bình luận video, Linh sẽ giải đáp mọi người qua video, hoặc là có thể nhắn tin trao đổi với mọi người ha. Rồi Linh xin nói thêm là Linh có cung cấp những cái cây thành phẩm như thế này mọi người đó, và những cái phôi như thế này Linh đang đóng cho khách đây nè, cây này đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu về cây thành phẩm cũng như phôi đó, thì cô chú anh chị cứ liên hệ với Linh qua cái số điện thoại trên màn hình ha. Đó, kết bạn Zalo với Linh rồi Linh sẽ gửi những cái hình ảnh phôi như thế này hoặc là những cái cây thành phẩm như thế này, cô chú anh chị ưng cái loại nào thì Linh sẽ chốt đơn và ship code cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn ha. Rồi clip nhỏ hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi mọi người, thì Linh đang đóng phôi nè, cái chợt nghĩ ra có bữa có mấy cô chú hỏi á, thì Linh sẵn làm nói cho cô chú rõ hơn về cái cách ôm phôi để cô chú mua những cái phôi như vậy nè. Nè cái vị khách hôm nay nhận được cái phôi này nè là sẽ lên kênh Linh coi là sẽ biết cái cách rồi ủ mầm như thế nào, rồi xong mới đem ôm cho nó chắc cú mọi người. Còn cái mầm nhỏ xíu như thế này nè, mọi người đem ôm trong sau dừa, có khi tưới nước nhiều quá đó, nó bị ngập úng, gọi là ngập úng đó, nó sẽ bị thối mất cái mầm, nó không lên nổi mọi người. Mình phải ủ như thế cho nó bự ra, nó có cái rễ. Đó, chúng ta ôm xuống là chắc cú nhất ha. Rồi clip của Linh xin phép tạm dừng ở đây mọi người. Thì xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ làm ra những cái cây bonsai xinh tươi đẹp như thế này để chúng ta chơi chưng trong phòng khách, trong phòng làm việc ha. Đó, hoặc là chân bất cứ nơi đâu cô chú anh chị mình muốn, để đón may mắn cũng như đón tài lộc về cho cô chú anh chị mà chơi những cái thể loại dừa bonsai này ha. Xin chúc mọi người một ngày làm việc thật tràn đầy năng lượng cũng như luôn luôn may mắn trong cuộc sống ha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau ha.